cả nhà nhá. Hôm mình test bộ sản phẩm gồm có trục giải công suất lên kênh V3 cho anh Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh và đô la full 30 theo pay cho em trai ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.